Ôi, xin chào ngày mới, chúc tất cả mọi người vui vẻ. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào video mới của Tuấn. Thì Tuấn đang có mặt ở đây là Chí Thạnh, Phú Yên. Thì tối qua cái cuộc hành trình đi xe hàng chuyển phát nhanh này, tới đèo Cù Mông đuối quá, Tuấn ngủ dừng lại đậu ngủ lúc 12 giờ đêm. Thì ngủ tới 4 giờ rưỡi là Tuấn giật mình dậy, là bây giờ là tỉnh luôn á. Bây giờ là bắt đầu từ đèo Cù Mông là Tuấn đạp một mạch là vô tới kho luôn á, không có nghỉ ngơi gì nữa đó. Bây giờ là lấy nó gọi là nạp pin rồi đó, nạp pin đủ rồi đó. Sao tự nhiên tại vì mình chạy 24 tiếng liên tiếp không ngủ mà là nó đuối người, đuối thì mình phải ngủ một giấc sâu, ngủ không biết gì luôn. Nếu mà ăn trộm mà tới khiêng đem xuống sông dục cũng không biết luôn á. Một khi đã lăn ra ngủ là không biết gì luôn. Đây là đèo Tam Giang, mà một khi đã tỉnh là tỉnh như sáo luôn. Tuấn hay cái chỗ đó, Tuấn mà nằm ngủ là ai mà khiêng đi đâu Tuấn cũng không biết luôn. Nên là Tuấn hay ngủ, Tuấn hay cột cái dây hai bên cửa đó, cho nó an toàn. Rồi, đúng là người ta nói có câu là khi còn trẻ là dùng sức khỏe đổi lấy tiền, khi về già dùng tiền đổi lấy sức khỏe. Đúng là cái câu này với lại nói là quá là chuẩn luôn, không sai tí nào hết. Còn trẻ lo đi kiếm tiền, còn về già lo dùng cái tiền đó để đổi lấy sức khỏe, là quá chính xác luôn, không sai chút nào. Đúng là những cái câu thơ văn tục ngữ của ông bà ta để lại. Đây bây giờ là Tuấn sắp tới Chóp Chài rồi, qua hết Chí Thạnh là tới Chóp Chài. Còn khoảng hơn 500 km nữa là đến vùng đất Sài Gòn thân yêu rồi. Nếu mà đạp liên tục luôn thì cho tầm 8 tiếng là tới. Tốc độ bình quân đi đều á. Nhưng mà bữa nay có cao tốc rồi thì sẽ rút ngắn được thời gian. Tại lên cao tốc mình đạp tầm 100, 101 không à. Một tiếng là mình thấy được cả 100 cây rồi. Mà từ ngay chỗ Cam Ranh vô Sài Gòn nó có khoảng hơn 400 mà 4 tiếng rồi. Rút ngắn được rất nhiều thời gian. Khi mà chưa có cao tốc phải chạy 8 tiếng, có cao tốc chỉ chạy 4 tiếng là tới rồi. Cái vùng đất Phú Yên này là cứ sáng sáng ra là bà con hay ăn bánh hỏi cháo lòng. Kèm thêm một cái bánh tráng nữa, thịt luộc hay thịt heo luộc rồi chén nước mắm rất là ngon. Thì cái xe thư báo này thì tôi chạy cảm nhận thấy nó cũng khá là mệt ha, buộc phải đi hai tài, một tài chạy không được, không có thời gian ăn cơm luôn, ăn cơm cái là phải lo đi liền, không có được tự do thoải mái đâu. Chạy mấy cái hàng khác thì mình vừa đi vừa chơi giống như đi du lịch. Còn chạy hàng thứ nhất là hàng trái cây đi ra Trung Quốc là phải lo tranh thủ chạy nè. Rồi hàng thư báo nè, phải lo tranh thủ để cho kịp cái giờ người ta đó. Cái hàng này thư báo này là những cái hàng bán trên như Shopee rồi đó, Lada, TikTok. Những cái đồ người ta ship ta cần phải tới sớm. Rồi đây là phải tranh thủ chạy để người ta đi giao. Nguyên một cái công này toàn hàng là top với lại Lada, với lại bán trên mạng á, Facebook không á, cứ món lẻ 5 kg, 3 kg, 1 kg, nửa ký đủ thứ á, gom lại nguyên công này cũng nhiều á. Tức là cái lượng mà mức độ người ta tiêu thụ hàng hóa qua mạng khá là mạnh đó, chứ không phải đơn giản đâu mọi người. Ở trước mặt là đèo Quán Câu, sắp tới đèo Quán Câu rồi. Ngay cái dốc này tức lắm. Và đặc biệt một điều là Tuấn phải nói là hôm nay Tuấn nhắc lại, Tuấn để cho các mọi người đi ngoài tuyến đường Bắc Nam thì cũng để ý là cái về cái vấn đề mà giao thông á.
thì Tuấn đã để ý rất là nhiều rồi, đi nguyên cái dọc tuyến đường Bắc Nam. Thì hôm nay Tuấn đúc kết ra một điều là giao thông, bộ giao công, các chiến sĩ giao thông ở bên Phú Yên nè rất là ok, làm việc rất là đúng công đúng tâm. Đây là 78 Phú Yên ha, không phải là mình nịnh người Phú Yên, nhưng mà mình nói có sao nói vậy, nào giờ Tuấn đi chưa bao giờ bị bắt bẻ hay là vặt vẹo hết á, đi là đúng đúng luật là đi thôi, trừ khi nào mà mình quá đi làm sai á, lấn len rồi đánh lạng lách vượt ẩu tốc độ rồi rượu bia thì người ta mới thổi thôi, chứ còn bình thường mình chạy xe bình thường trên đường không có ai thổi mình kiểm tra mình hết, cứ thế mà chạy thôi. Cái đó là một cái nét đẹp của chiến sĩ Phú Yên. Tuấn là Tuấn nói thẳng và thật. Và thứ hai là các chiến sĩ giao thông Bình Định phải cần phải được tuyên dương rất là tốt. Không bao giờ mà đi mà có cái chuyện mà thổi thì xé này kia. Nhiều khi nào mà làm sai hay là nói đi tầm bậy tầm bạ thì người ta mới thổi, còn bình thường bây giờ người ta làm, tại vì mình đi mà nó kẹt giờ, nhiều khi xuống nhiều khi rườm rà lắm, làm việc tới cả nửa tiếng, có khi 20 phút, cả tiếng, mấy tiếng đồng hồ, nó đủ thứ cái câu chuyện trên đời mà để mà nói ra thì nó nguyên một cuốn vở nói không hết nổi. Nói chung là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Thực tế ra là anh em đi chạy xe này có được nhiêu tiền đâu, giờ phải thức đêm thức hôm tranh thủ từng giây từng phút để mà chạy cho nó kịp cái giờ để lấy cái đồng lương thôi, chứ còn có phải là giàu có gì đâu, tỷ phú gì đâu. Mấy anh em đi chạy mướn này cũng toàn mưu sinh cuộc sống thôi, chứ không phải giàu có bạc tỷ bạc trăm bạc triệu gì đâu. Đỡ hơn cái là được cái ăn uống nó ngon, ăn uống đi Bắc Nam này ăn uống nó sung sướng hơn một chút thôi. Đó, nó ngon. Còn như mình đi làm công nhân hoặc là đi chạy xe tải nhỏ hoặc là làm những cái việc ở vòng quanh quanh ở đâu Sài Gòn hay là những trung tâm á, thì cái đồng lương nó cũng ba cọc ba đồng, không được nhiêu hết, đó là Tuấn nói thật. Tháng thì ví dụ như công nhân thì cho là 10 triệu đi, 10-12 triệu, nhưng mà ăn uống hàng ngày ăn uống nó cũng hết rồi, có dư đâu. Đó là Tuấn nói thật, tâm sự thật. Thì có cô chú anh chị và các bạn có ai mà đang làm công nhân hoặc là ấy có thể cho Tuấn ý kiến thử coi có Tuấn nói vậy đúng hay sai. Ví dụ như cho làm tháng 15 triệu luôn là cái mức lương cao đó, nhưng mà ngày phải chi ra nuôi gia đình, ăn uống con cái rồi sách vở đủ thứ, đâu có đủ đâu. Thời buổi này mà làm 15 triệu là thua, đủ hai người làm 30 cũng không, nói chung là sống tiết kiệm thôi, chứ còn mà kêu dư là dư không nổi luôn. Đó là Tuấn nói thật, kinh tế hiện tại 15 triệu nhiều tháng thì cho là ngày 500 ngàn đi, đi làm phù hồ ngày cũng được 500, phù hồ trong Sài Gòn ngày 500 đó, có chỗ 600 đó. Còn phù hồ ở quê là chỉ 300 thôi, nhưng mà ăn uống ngày không là một mình cái bản thân mình không ngày hết 200 rồi, bước ra đường phải đổ xăng 50. Làm ly cà phê 20, làm tô bún là 30 là 100 này, rồi chưa nói là buổi trưa ăn trưa là 50, buổi chiều ăn 50 nữa, là thấy sơ sơ là thấy một cái đầu người không là thấy là đã thấy hết 200 ngàn ngày rồi, không làm gì ra tiền cũng phải mất hết 200 ngàn ngày, 200 thì còn 300 đó là để phòng thân, lỡ như khi đau bệnh thì tính ra cái người lao động mình cho dù làm tháng có 30 triệu thì cũng không có đâu và thấm vào đâu hết, làm sao mà biểu sao mà khá nổi. Đó là thực tế vậy, tại bản thân Tuấn đã từng cũng đã làm như vậy, Tuấn hiểu. Như Tuấn đi một tour như vậy là về cũng còn được ăn uống hết rồi, cũng còn được 12 triệu đi. Mà Tuấn đi một tour chỉ có 6 ngày thôi, như tour này Tuấn đi là 6 ngày nè. Đó, 6 ngày mà được 12 triệu thì tương đương với một ngày là 2 triệu mà cơm nước là ăn uống thoải mái luôn á. Cơm người ta bao mà, cơm là vô ăn cơm phần, cơm gà. Một ngày Tuấn ăn, tính là tiền cơm một ngày Tuấn xài tới 400 ngàn lần. Một ngày 400 là nhiêu rồi?
là cái đó là cái tiêu chuẩn của tài xế công, là cơm là một ngày 400 đó. Xe nào cũng vậy đó. Còn những cái xe chạy trong Sài Gòn làm gì có cơm ngày 400. Cơm ngày dữ lắm, người ta cấp cho ngày ví dụ như 100 thôi đó. Tại vì công đi được Bắc Nam áp lực, với lại đòi hỏi sức khỏe, với lại đòi những quán cơm này đó phải đậu không được, nên buộc phải có cái tiền cơm cao để mình vô mình đậu ăn nó hợp lý. Nhiều khi mình đậu vô chiếm hết lòng lề đường của người ta, thì bởi vậy nên là Tuấn phân tích ra một cái vấn đề là thực tế với cuộc sống xã hội bây giờ không có tiền là không có hạnh phúc, là đúng chính xác luôn, kể cả trong gia đình luôn. Gia đình mà không có tiền á cũng xào xáo lục đục miết, chửi lộn miết, chứ đừng có nói là tình yêu đó. Mình nói gia đình mình thôi chứ không nói xa, chưa nói tới chuyện tình yêu, nói gia đình máu mủ ruột thịt thôi là mình nói là gần nhất rồi mới nói là chuyện tình yêu đôi lứa, là cái đó là tính sâu, là còn sâu hơn nữa. Thì bởi vậy cho nên là con người phải lệ thuộc đồng tiền quá, phải có tiền mới được, không có tiền là dễ xa nhau lắm. Và cái đó là cái do cái nhân gian nó như thế, buộc phải vậy. Tôi chỉ biết phân tích vậy thôi, còn biết nói sao giờ. Rồi bây giờ mình suy nghĩ coi bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa. Bởi người mình lòng tham còn nhiều quá, nên là chưa thoát được nổi những cái nỗi sợ hãi, sợ nghèo, sợ khổ, sợ bệnh, sợ đau, sợ nói chung là sợ tất cả các mọi thứ, cái gì cũng sợ hết. Bởi vì người ta có câu ái luyến sinh sầu đau, ái luyến sinh sợ hãi gì quên mất rồi, để hồi nào mở sách ra coi. Ủa, lại có cây sò xoài đẹp quá. Đây một chiếc 4 chân 77. Nói chung là mấy anh tài xế là Bình Định là chiều cày lắm. Qua có Phú Yên này thấy nhà nào cũng có cây xoài to to, trái không, xum xuê. Rồi cả nhà, hành trình còn dài lắm, còn tới gần 500 cây số nữa phải đạp liên tục, ríu rít ríu rác, sơ xuất một ly là coi như là ngủ luôn. Bây giờ mình sẽ thẳng tiến thôi, có khi là sáng mà không có chỗ đậu là tôi cũng nhịn luôn à, chạy tới chưa ăn cơm luôn, không có quan trọng cái chuyện ăn uống cho lắm, ăn nuôi thân là được. Đây là Tuấn đang luyện cái gọi là cái phản xạ tự nhiên của mình, coi nó chịu đựng được mức độ bao nhiêu. Đây, khung cảnh rất là đẹp ha. Cảnh này quá đẹp, quá tuyệt. Hai bên là đồng lúa bao la. Đây là thị trấn Văn Giả. Thì Tuấn được biết là phía tay trái nè, qua cái cầu nè, qua vòng xoay một xíu đó, ngay chỗ xe khách đậu đó, có một cái quán bánh mì Bình Dân rất là ngon. Bây giờ có một cách là mình sẽ mua bánh mì thôi, rồi lên cao tốc kiếm chỗ nào đậu được mình ăn, tranh thủ đạp chứ ghé vô quán thì nó mất thời gian. Đây phía phải là ngân hàng Nam Banh nè, phía tay trái nè, chỗ tấp vô ngay, qua vòng xoay chưa tới, qua vòng xoay một phiếu xíu á, phía tay trái bánh mì Nha Trang làm ngon lắm. Cô chú anh chị và các bạn có đi ngang qua Nha Trang thì ghé đây mua bánh mì ăn cho biết nha. Bình Dân ổ có mấy ngàn à, 10.000 hay sao á. Tấp vô chỗ này, tấp vô đậu được, bán cả ngày cả đêm luôn, lẫn đêm luôn. Đậu đây được không? Chắc lẽ đầu đây được, đầu xíu rồi đi,
Chậu xíu đi liền mà. Không sao đâu. Ồ, quán không biết đâu rồi. Nhớ là phía tay trái mà. Rồi. À kìa, đó cái quán đó đó. À, bây giờ mình sẽ qua mua mấy ổn mì ăn đi rồi đi. Ổ 20 à. Mì ngon lắm. Bánh mì này là bán ban đêm luôn phải không chị? 10 giờ đêm, 10 giờ sáng. 10 giờ đêm, 10 sáng à. Đó này ngon lắm á, nên là Tuấn mới ghé đó. Đó, đậu xe bên đó. Cô ăn rồi đấy. Nhìn hấp dẫn à. Quá trời đông luôn. Đó. Quá trời đông khách luôn rồi. Đây. Đây là ngay đường Lê Đại Hành nè. Đó. Xe đậu bên kia. Rồi, cảm ơn anh. 20k. Gửi tiền cô. Đi cà phê nữa, đi nhâm nhi rồi chạy chứ. Chỗ nào bán cà phê? Thấy luôn. Đó, quán mì nè, Lê Đại Hành, Hùng Vương. Đó, ngon luôn. Đây, đây kiếm ly cà phê nữa cô cả nhà. À, bên này có cà phê. Vàng Giả này là một cái vùng đất cũng rất là tình cảm. Có điều bà con ở đây nấu ăn thì rất là ngon. Người ta thì Tuấn cũng không được gì hết, nhưng mà Tuấn nói thiệt, ngon là Tuấn nói ngon nha. Đảm bảo cái chỗ này cô chú anh chị và các bạn đi cứ ghé ăn thử coi, ăn không ghiền nữa mới là chuyện lạ. Rất là ngon luôn nha. Có mấy chớt xanh nữa nè. Đó. Đó là Tuấn nói là nói thật, thật tâm mà. Tuấn không có diễn đâu. Vì Tuấn đang chạy xe gấp á nên Tuấn phải ăn bánh mì, Tuấn không có quay được. Với Tuấn ít khi thích quay cái cảnh mà ngồi ăn uống á, Tuấn chỉ quay chia sẻ vị trí địa điểm cho mọi người biết thôi. Tuấn thì cũng không có ít thích quay cái cảnh mà ngồi mà ăn uống. Tuấn chỉ quay cái món ăn á, lướt qua sơ sơ vậy á, để với lại quay những cái điểm chỗ này chỗ kia để cho dễ biết hơn, dễ phân biệt hơn. Đây là hội trường huyện Vạn Ninh nè. Bây giờ Tuấn cũng đạp một phát vô tới giờ còn nhiêu. Bây giờ đi vô Cam Ranh. Chạy xe mà ngồi ăn mì nó dơ khó lắm. Mình sẽ chạy một cái chỗ nào đó trống, cố gắng tranh thủ đạp hết mức luôn. Đó, rồi mình vô mình ngồi mình ăn miếng bánh mì rồi mình tiếp tục đi. Chứ bây giờ vô cao tốc là không có bán ăn rồi đó, nên phải thủ sẵn ở bánh mì đó, là để cái cách gọi là khắc phục cái thời gian cho nó hiệu quả nhất. Rồi mời cô chú và các bạn thẳng tiến về phía trước. Tối quá làm luôn. Bánh mì ngon lắm. Ghé ăn thử một lần cô chú anh chị các bạn. Rất là ngon. Ổ này 20 à. Mình muốn làm 15 thì làm. Cao tốc rồi Tuấn mới ăn bánh mì. Nhưng mà cái đó là Tuấn xong cái Tuấn đói quá Tuấn ăn luôn. Cái đó gọi là nói một đường làm một nẻo á. Cái này nó vui thôi nha cả nhà. Cái đó người ta gọi là ai cũng muốn sống quy tắc hết á, nguyên tắc hết. Nhưng mà tới lúc đói quá rồi đâu giữ được quy tắc đâu. Bởi vậy cho nên là người Việt Nam người ta nói một đường làm một nẻo á. Ý mình nói vui thôi nha. Nhưng mà thực tế nó vậy. Đó là phú quý thì xin lễ nghi, mà bần cùng xin đạo tặc. Chính xác luôn, không sai tí nào hết. Bây giờ có muốn tốt còn muốn ấy mà giờ không có lấy gì tốt nổi. Khổ quá mà, đói quá mà biểu sao mà lễ nghi. Qua đây là cái những cái
trạm phí cũ ngày xưa của Ninh Hòa. À, bên này là có chỗ vá la lốp nè, vá bầu hơi. Hai cái tiệm này cũng ra khá là lâu đời rồi. Đang vô đây là cao tốc Phan Thiết Nha Trang, rất là đẹp luôn. Bây giờ cao tốc này thì nó rút ngắn được cái thời gian. Đó, km tốn chạy là cứ 80 trở lên thôi, 80, 90, 100. Thì rất là rút ngắn thời gian nha. Từ đây vô Sài Gòn nó chỉ tầm dữ lắm là 4 tiếng thôi. Còn khi xưa mà chưa có cao tốc thì mình chạy phải 8 tiếng. Tại vì đường ngoài của lúc lộ 1 á kẹt xe dữ lắm, đường này có mình đi không có đụng chạm tay á. Đó nên là đi rất là thoải mái luôn. Cảnh ở đây cũng đẹp nữa, khung cảnh nhìn rất là thơ mộng nữa. Đó, núi đá rồi cây cối rồi rừng rú ấp tơ tung tùm hết. Mà cái lịch trình thì chạy thư báo như thế này thì Tuấn thấy chạy một mình thì cũng bình thường, không có gì hết. Theo cái cảm nhận Tuấn thì với cái số thời lượng thời giờ đó chạy thì là thoải mái đó, ok đó, không sao hết, dư giờ luôn á. Nếu mà mình chạy chịu khó chạy đừng có la cà, chạy đều vẫn có ngủ. Tối qua Tuấn ngủ 4 tiếng thì là ok chứ không có vấn đề gì xảy ra hết. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Video tới đây xin được khép lại, khá là dài rồi ha. Xin chào cả nhà. Giờ Tuấn sẽ vô Tân Phú Trung Củ Chi để bỏ hàng. Nha Trang Cam Ranh mới thì Tuấn thấy phải nói là nó quá là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Qua những cái khúc chẻ đá ra này, cả nhà thấy không, rất là đẹp ha. Những cái đường ống rồi những cái đây là bắt đầu hết cái đoạn Nha Trang rồi, bắt đầu đây là bước vô địa phận Phan Rang. Khu này chẻ đá rất là đẹp luôn, hai bên nhìn khung cảnh phải nói là quá là tuyệt vời. Nhưng mà dở cái là ở cái đường này, cao tốc này không có chỗ đậu đậu xe, với lại những cái nơi dừng khẩn cấp thì là rất là nhỏ hẹp, không có được rộng lắm. Đẹp quá tuyệt vời luôn này. Nguyên một cái dãy này, hai bên đá không. Tuyệt vời không? Rồi giờ mình thẳng tiến về phía trước thôi. Tuấn đang tới đây là kho Bét ở khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi. Đó, sau một cuộc hành trình dài thì Tuấn chạy vô đây là Tuấn tính tới giờ này là tới đây nãy giờ ve xe đồ này kia vô luôn rồi này kia, là tính ra là tới đây là lúc 3 giờ mấy thôi, 4 giờ, nhưng mà nãy giờ lòng vòng vòng hết 1 tiếng thì cho là 5 giờ đi. Thì tính ra là Tuấn chạy hết tổng cộng là 41 tiếng đó. Tại Tuấn chạy từ 12 giờ đêm ngày mùng 3. Bữa nay là 5 giờ ngày mùng 5 rồi. Là 41 tiếng đó. Đúng theo đi, nếu chạy một mình là đúng theo cho phép luôn, nhưng mà không có thời gian ngủ nghỉ nhiều đâu. Nếu đi hai tài thì chạy dư thoải mái, nhưng mà đi một mình thì hơi đuối. Đó. Đi mình thì Tuấn phải tận dụng rồi, Tuấn mua cơm hộp Tuấn ăn, đâu dám ghé quán đâu. Ghé quán là trễ giờ liền. Đó, Tuấn mua cơm hộp Tuấn ăn. Đây. Chứ mà ghé quán là trễ giờ liền. Bên này có một xe anh Đồng Hương 76 nè. 76 Quảng Ngãi đây. Mà bây giờ đói quá phải ăn cái lấy thịt cái vực được đào, giờ đi giao lưu cũng không nổi nữa, đói quá run người. Bây giờ xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn ha. Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Kết thúc cái cuộc hành trình này thật là đuối.